mong cầu ánh sáng của lửa thích tính trong lặng của nước ưa sự châu lưu của gió nhìn ngắm xem xét sự thành tựu của đất Hành giả cho rằng tất cả mọi vật đều sinh khởi từ sự biến hóa viên mãn này, hành giả trở nên chấp vào tính biến hóa viên mãn, nơi mà từ đó các vật lưu xuất ra, nên hành giả mong cầu ánh sáng của lửa và thờ lửa với lòng nhiệt thành cao độ. Cũng ưa thích tính trong lặng của nước, sùng bái một cách phi thường tính chất trong lặng của nước, ưa sự châu lưu của gió, yêu mến tính chất chuyển động khắp nơi không dừng nghỉ của gió, và xem xét sự thành tựu của đất. Hành giả đều trân trọng mỗi loại từng yếu tố đất, nước, gió, lửa. Anh ta lại lửa, cúi mình đảnh lễ nước, thờ phượng gió và khấu đầu trước đất trân trọng mọi loài anh ta nói thật là bất khả tư nghi làm sao mà lửa lại phát ra ánh sáng nước lại rất thanh tịnh ta phải thờ phụng các thứ ấy từ sáng đến tối anh ta cứ lại đất nước gió lửa và thờ phụng bốn yếu tố này anh ta sùng bái và cúng dường tứ đại mỗi yếu tố có một vị thần anh ta đều cung kính thờ phụng các vị thần lửa thần gió thần nước thần đất như tổ tiên ông bà của mình nhận tứ đại ấy làm bản nhân nhận đó là tánh thường trụ maha ca diếp là đệ tử của đức phật nguyên trước kia là thành viên của nhóm ngoại đạo thờ lửa thường hướng về lửa mà lễ bái nhận những tứ đại đất nước lửa gió làm nhân căn bản của chính hành giả và xem nó là tánh hiểu biết thường trụ anh ta cho rằng tứ đại này thường trụ mãi mãi đúng vậy đất nước gió lửa chỉ là tánh như lai tạng tuy nhiên anh phải nên cung kính tánh như lai tạng chớ không nên sùng bái đất nước gió lửa nếu làm như thế có nghĩa là gắn thêm một cái đầu trên cái đầu của mình thay vì ngay nơi bản tâm mà dụng công phu tu tập thay vì cung kính tánh như lai tạng và chư phật mà lại đi thờ phụng những thứ siêu hình nên hành giả rơi vào kiến chấp sai lầm, nhận cái không sinh làm sinh, anh ta muốn chấm dứt sinh tử nhưng không có khả năng làm được việc ấy nên lập ra kiến chấp như vậy. Người ấy rơi vào kiến chấp sanh vô sinh trở thành bè đảng với bọn ngoại đạo Ca Diếp Ba và bà La Môn thờ lửa và nước để cầu vượt thoát sinh tử, mê mở tánh bồ đề của chư Phật đánh mất tránh tri kiến. Ca Diếp Ba thuộc dòng họ Đại Quy, cùng với các phạm trí bà La Môn tu tập hạnh thanh tịnh, họ bắt ép thân tâm mình tuân theo những việc khổ nhọc vô ích. Họ thờ phụng lửa và lễ bái nước, cầu mong qua việc thờ phụng tứ đại mà có thể vượt thoát sinh tử hành giả thành bè bạn với loại ngoại đạo này mê lầm tánh bồ đề của chư phật đánh mất tránh chi kiến đánh mất trí tuệ chân chính kinh văn thị danh đệ ngũ kế trước dùng sự mê tâm tùng vật lập vọng cầu nhân, cầu vọng ký quả, vi viễn viên thông, bối niết bàn thành, sanh điên hóa trùng. Việt dịch, đây là dạng thứ năm chấp trước việc sùng bái sự vật, tâm mê theo vật, lập nhân hư vọng để cầu quả hư vọng, nên xa rời tính viên thông, trái ngược đạo niết bàn, làm sinh khởi hạt giống điên hóa. Dạng, đây là dạng thứ năm mê lầm chấp trước và việc sùng bái sự vật lập nên cái nhân hư vọng khiến tâm chấp trước và việc thờ phụng tứ đại tâm mê theo vật lập nhân hư vọng để cầu quả hư vọng đây là luận thuyết điên đảo thứ năm quan niệm điên đảo đã đưa hành giả đến việc thờ phụng cúng dường tứ đại anh ta trở nên mê mờ chân tâm thường trụ như lai tạng tánh của chính mình lại đuổi theo sự vật bên ngoài anh ta dựng lên cho riêng mình một kiến giải sai lầm cho vấn đề giải thoát sanh tử đây chính là cái nhân sai lầm với nhân mê lầm này anh ta hoàn toàn đánh mất hy vọng vượt thoát sanh tử xa rời tính viên thông trái ngược đạo niết bàn làm sinh khởi hạt giống điên hóa hành giả trở nên xa hẳn với tính viên thông trái ngược với đạo niết bàn làm sinh khởi hạt giống biến hóa điên đảo